Xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục lên sóng một bộ ba chiếc cặp dòng chảo Tefal các bác nhé. Cộng với lại được tặng kèm thêm một cái tay cầm. Đấy, tay cầm đó. Em lên một em đường kính 29cm. Dòng chảo dán các bác nhé. Tefal thương hiệu của Pháp này. Đấy, Tefal. Một em đường kính 29. Em này đường kính 28cm. Và một em chảo đường kính 23. Toàn bộ là hàng Bulga các bác nhé. Chảo lòng chảo còn rất đẹp, đẹp đến 90% các bác ạ. Chưa một vết xước này, không một vết ám đen này. Đấy. Chưa một vết xước gì các bác nhé, không có một vết ám đen nào luôn. Đấy. Và cái dòng chảo này các bác lưu ý là khi đun thì các bác đun nóng già chảo lên, các bác sẵn cho dầu và cho thức ăn vào nhé. Thì khả năng 100% là độ chống dính rất là tốt. À, mua 3 chiếc như thế này thì các bác được tặng kèm một cái tay cầm này. Và bộ 3 như thế này có giá là 600.000 cộng với lại 30.000 tiền ship, và em ship toàn quốc các bác nhé. Cái tay cầm này các bác sử dụng vô cùng đơn giản thôi, nên như những video lần trước rất sử dụng rất dễ. Đấy, các bác kẹp rất chặt luôn. Và khi các bác đun ga như này thì hạn chế rất nhiều cái tay cầm này nó bị cháy. Nó dẫn đến nó không bị cháy. Mình đặt như này lên mà chờ chảo nguội thì mình mới bắt xuống, hoặc mình tắt bếp mình mới bắt xuống, thì cái tay cầm này không bao giờ cháy các bác, rất là yên tâm luôn. Nó không như những cái tay cầm miền kia. Nếu bác đun ga, các bác sử dụng ga khi mình quá lửa một cái là tay nó rất hay bị cháy đen. Thường hay bị cháy đen những cái phần như này. Sử dụng vô cùng đơn giản, kẹp phát như này. Đấy, các bác này nhấc lên rất dễ sử dụng luôn, không tuột, các bác không sợ tuột như này. Em nắp thoải mái luôn, không bao giờ tuột. Bấm một phát là nó ra luôn. Và một con này thì các bác dùng được 3 chiếc. Khi các bác sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào, các bác kẹp vào là các bác dùng ok nhé. Đấy. Cái chảo bé này nó tiện cho sử dụng 23cm, là khi các bác dán ít đồ bác cho cái chảo bé này vào thì nó không tốn dầu. Khi các bác dán nhiều đồ các bác dùng chảo to này. Đấy. Nếu như bác nào không thích dùng một em chảo to này nữa thì các bác thay vào đây là một em chảo xào các bác nhé. Nếu mua bộ 3 thì tức nghĩa là bộ 3 món thì các bác thay thế bất kỳ một cái gì, em vẫn tặng một chiếc tay cầm như thế này. Đây là một em chảo xào đường kính 27cm nhé. Đấy, tất cả đều kẹp rất là đơn giản, dễ sử dụng luôn. Các bác bỏ đi bất kỳ một sản phẩm nào, cứ 3 con em sẽ tặng các bác một cái tay cầm. Và cứ thế cộng tiền lên. Con 2, con chảo xào này 220 này. Con này 220 và con này đường kính 29 thì 230. Con này 150.000. Vẫn tặng thêm một cái tay cầm nhé. Cứ bộ 3 em sẽ tặng một cái tay cầm, tùy các bác. Bác nào thích món như nào thì các bác lấy. Bác nào thích hai con chảo rán to và một con chảo rán bé, vẫn tặng một cái tay cầm. Và các bác lấy một con chảo to, một con chảo bé và một con chảo xào, em vẫn tặng một cái tay cầm. Cứ bộ 3 chiếc là em tặng một cái tay cầm các bác nhé. Và cộng thêm 30.000 tiền ship. Bình thường nếu 3 con như này nó nặng thì rơi vào tầm 45.000 tiền ship. Bên em hỗ trợ 15.000 tiền ship toàn quốc các bác nhé. Bác nào chốt thì alo em qua số điện thoại 0934230664. Bên em ship hàng toàn quốc, cọc đi đơn các bác nhé. Rồi, xin chào các bác ở các video sau.